Mới đây bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận một nữ bệnh nhân 43 tuổi ở Hà Nội được đưa đến cấp cứu trong tình trạng đột quỵ liệt nửa người trái. Bệnh nhân này có tiền sử uống một loại thuốc tránh thai được hơn 4 năm và các bác sĩ đang nghi ngờ loại thuốc này là nguyên nhân gây ra tình trạng trên. Người nhà cho biết từ 3 giờ sáng bệnh nhân đã có dấu hiệu bất ổn, nhưng đến 6 giờ sáng mới xuất hiện tình trạng nói khó, méo miệng và liệt một phần hai người trái. Sau khi sơ cứu bằng cách châm kim vào 10 đầu ngón tay hơn 1 tiếng đồng hồ không thấy cải thiện, gia đình mới đưa bệnh nhân đi cấp cứu. Đến nay sau 8 ngày điều trị, bệnh nhân đã tỉnh táo hoàn toàn, không còn dấu hiệu liệt. Theo các bác sĩ, qua kết quả các chụp chiếu, xét nghiệm vẫn chưa tìm thấy bất cứ yếu tố nguy cơ nào khiến bệnh nhân rơi vào tình trạng đột quỵ nhồi máu não. Bệnh nhân có tim mạch hoàn toàn bình thường, mạch cảnh không có sơ vữa, xét nghiệm mỡ máu đường máu trong giới hạn bình thường. Tuy nhiên, người phụ nữ này có tiền sử sử dụng một loại thuốc tránh thai gần 5 năm, nên các bác sĩ đang nghi ngờ đây có thể là nguyên nhân có thể gây ra đột quỵ não.